Làm vợ hay làm người tình, cô đừng có nghĩ nó xuất phát từ sự khác nhau giữa giá trị của những người phụ nữ. Đơn giản, đó chỉ là sự lựa chọn ngẫu nhiên của bọn đàn ông mà thôi. Cô đừng nghĩ nhiều quá. Bật Vion, game on đón Tết, đón mưa quà tặng, trúng vàng mỗi ngày, tham gia ngay. Phiền cô, ở trong nhà thì đừng có hút thuốc. Tôi không ngửi được mùi thuốc lá, với lại khói thuốc không tốt cho việc mang thai. Mới cưới về mà đã có tin vui rồi ạ? Chưa thử nên cũng chưa biết, nhưng cẩn thận vẫn hơn chứ. Ngày xưa tôi ở căn nhà này một thời gian dài, cũng mua thạc một vài lần á, nhưng đâu có lần nào dính đâu. Để xem coi lần này có may mắn hơn tôi không. Sao, cô để quên đồ gì để tôi lấy cho? Cô cho tôi lên phòng ngủ của chủ tịch, tôi tìm nhanh rồi về. Phòng ngủ là nơi riêng tư của vợ chồng tôi, làm gì có đồ cho cô tìm chứ. Cô chắc biết rõ điều này nhưng vẫn đòi lên, hay là cô đang tò mò về cuộc sống của tôi? Tôi chỉ tò mò về chính bản thân mình thôi. Nếu trả lời được câu hỏi tại sao chủ tịch lại chọn cô làm vợ, thì tôi sẽ tự trả lời được việc tại sao ông lại chọn tôi làm người tình. Cũng thú vị đó chứ. Làm vợ hay làm người tình, cô đừng có nghĩ nó xuất phát từ sự khác nhau giữa giá trị của những người phụ nữ. Đơn giản, đó chỉ là sự lựa chọn ngẫu nhiên của bọn đàn ông mà thôi. Cô đừng nghĩ nhiều quá. Cô không yêu chồng mình hả? Một người yêu chồng mình sẽ không nói những câu như vậy. Còn cô, chẳng lẽ cô đã phải lòng chủ tịch nhà tôi rồi sao? Tôi khuyên cô nên quên ông ấy đi. Tôi nói vậy không phải vì tôi đang ghen, mà cùng là phụ nữ với nhau, tôi có chút đồng cảm nhất định. Cô cũng biết tính chồng tôi rồi mà, không có kết quả đâu. Cô không dám thừa nhận là cô không yêu chồng mình hả? Ngày nào cô còn không yêu chồng mình á, thì ngày đó các cô gái vẫn còn cơ hội. Vấn đề là thứ chủ tịch cần không phải là tình yêu. Và tôi cũng không rảnh để ngồi đây nói chuyện trai gái với cô. Món đồ cô để quên, tôi vứt đi rồi. Nếu cô cần, tôi sẵn sàng bồi thường. Cảm ơn cô. Tôi xin phép. Dì Lành, tiễn khách. Không cần đâu. Ước mình cùng bay, phát sóng lúc 20 giờ thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần, duy nhất trên sự ứng dụng Vion. Vion, phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.